Hello, xin chào các bạn thân mến. Trong cái video trước thì Hòa có chia sẻ với các bạn lý thuyết về 6 cái cách lựa chọn cổ phiếu tốt cho mình rất là đơn giản hơn cả lướt Facebook. Thế thì 6 cái cách đó là gì? Thứ nhất là chúng ta chọn cái ngành, đó là ngành bất động sản, ngành ngân hàng, ngành bán lẻ và ngành vật liệu xây dựng, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta chọn cổ phiếu trong VN30, 30 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Thứ ba là chúng ta chọn cổ phiếu trong danh mục các quỹ đầu tư lớn đang đầu tư, đúng không ạ? Thứ tư là chúng ta chọn cổ phiếu mà chúng ta am hiểu rõ ràng nhất. Thứ năm là chúng ta chọn cổ phiếu mà chúng ta yêu thích cái dịch vụ sản phẩm của cái doanh nghiệp đó. Và thứ sáu là chúng ta lựa chọn cổ phiếu mà các cái chuyên gia hàng đầu đang thực hiện đầu tư trong danh mục của mình. Và đây là danh mục thật chứ không phải là danh mục mà họ chia sẻ trên Facebook hay là trên diễn đàn nhé. Hãy click vào cái link mà họ chia sẻ từ công ty chứng khoán để xem cái danh mục đó thì đó mới là danh mục thật. Nào, chúng ta hãy đi vào chi tiết cái việc phân tích lựa chọn cổ phiếu ví dụ cụ thể như sau. Hòa sẽ lấy hai ví dụ cho anh chị và các bạn xem. Ví dụ thứ nhất đó chính là chọn cổ phiếu VIX như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ chọn ngành bất động sản này. Thứ hai là mình chọn trong 30 cổ phiếu hàng đầu này của HOSE. Thì ngành bất động sản là VIX là hàng đầu rồi đúng không ạ? Chả có cái ông nào to hơn VIX cả. Thứ hai là trong top 30 thì nó nằm ở đó. Thứ ba là gì? Quỹ TCEF và Vina Capital có đang đầu tư hay không? Các bạn hãy nhìn cái danh mục quỹ của Vina Capital và TCEF hoặc một số các quỹ lớn khác mà các bạn tin tưởng xem họ có đang đầu tư hay không. Hãy nhìn danh mục của họ và hãy nhìn cái tỷ trọng của họ đang đầu tư trong đó. Mình có minh họa trên cái video này để các bạn nhìn rõ nhá, cái danh mục và tỷ trọng các cổ phiếu mà trong đó có đầu tư VIX là bao nhiêu phần trăm. Tiếp nữa là gì? Chúng ta có am hiểu cái cổ phiếu VIX hay không? Đúng không ạ? Bạn có am hiểu không? Bạn làm trong ngành bất động sản thì bạn sẽ am hiểu cái cổ phiếu đó. Mình là chuyên viên phát triển đối tác của ngân hàng như mà MB hay là Techcombank hay là SHB, và mình cũng làm ở một chủ đầu tư bất động sản nên là mình rất hiểu rõ về cái việc kinh doanh bất động sản của VIX. Mình trực tiếp xem xét các cái hồ sơ pháp lý của các dự án thì mình thấy rằng là hồ sơ của họ rất là đẹp, rất là sạch, rất là tuân thủ quy định của pháp luật. Thứ hai nữa là gì? Các cái dự án của VIX làm rất đúng tiến độ. Thứ ba nữa là gì? Các cái sản phẩm của VIX đều có tiềm năng tăng giá hoặc là gì? Chất lượng dịch vụ cũng khá tốt, và cái chiến lược của họ là gì? Là chọn dịch vụ cho một khách hàng mua nhà. Chính vì thế mà mình khá là rõ về VIX. Thực ra thì hầu như ai cũng biết. Hầu như ai cũng biết chứ không phải là các bạn. Tuy nhiên là mình chỉ biết bề ngoài đấy, hoặc là mình có thể dõi sâu vào về mặt nhìn về tài chính hay về pháp lý của các dự án đó. Thế thì mình hiểu rõ nó và mình mong muốn đầu tư nó. Tiếp nữa là gì? Mình cũng thích, rất thích về cái phong cách đấy, của Vin, rồi cái dịch vụ mà Vin đang cung cấp trên thị trường, ví dụ như là dịch vụ của y tế hay dịch vụ giáo dục hay là gì bán lẻ. Trước đây thì hay dùng Vinmart, nhưng hiện tại bây giờ thì Vinmart bán cho Man San rồi. Tuy nhiên mình vẫn rất là thích. Và tiếp nữa là gì? Trong danh mục của chuyên gia nào có đầu tư hay không? Thế thì bạn hãy xem cái danh mục của chuyên gia mà bạn đang follow có đang đầu tư VIX hay không. Vì người đó sẽ đánh giá VIX ở tất cả các tiêu chí như là về báo cáo tài chính, như là các chỉ số tài chính P trên E, P trên B, ROA, ROE, vân vân, nhiều các chỉ số tài chính lắm, thì họ đánh giá và họ lựa chọn thì chúng ta cũng sẽ theo họ. Như vậy là gì? Khi đầu tư cổ phiếu VIX là chúng ta tận dụng được chất xám của cái gì? Quỹ đầu tư, tận dụng được chất xám của chuyên gia và chúng ta đảm bảo về mặt cái tâm lý của mình. Đó là chứ là mình yêu thích nó thì mình sẽ gắn bó lâu dài với cái tài sản mà mình mua. Đó. Ví dụ thứ hai mà mình sẽ chia sẻ với các bạn
Đó chính là cổ phiếu MBB. Tại sao mình chọn cổ phiếu MBB để đầu tư? Thứ nhất là gì? Nó là ngành ngân hàng và nó sẽ có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới, và mình tin chắc rằng ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng vì ngành ngân hàng là ngành cung cấp vốn cho nền kinh tế mà GDP hay là các doanh nghiệp của Việt Nam đang cần rất cần nhiều vốn, nên chắc chắn ngân hàng sẽ phát triển để cung cấp vốn. Và khi họ kinh doanh, họ cung cấp vốn thì họ ăn tiền chênh lệch cái margin biên lãi giữa cho vay và huy động, ít nhất là như thế, cũng như là các cái dịch vụ liên quan đến thanh toán, dịch vụ liên quan đến cung cấp cho doanh nghiệp nó sẽ phát triển. Vì vậy mà cái ngành này nó sẽ tăng trưởng. Đó. Thứ hai là gì? MBB nằm trong top VN30. Thứ ba là gì? Quỹ TCF hay Vina Crypto có đầu tư vào MBB không? Chắc chắn là họ đang đầu tư. Bạn hãy nhìn cái danh mục đầu tư của quỹ TCF và Vina Capital đó đang đầu tư. Các bạn hãy nhìn rõ ở trên cái minh họa mình chia sẻ đây. Mình rất hiểu rõ MBB vì trước đây mình làm 4 năm. 4 năm ở ngân hàng MBB và nó rất là phát triển, nó thay đổi rất là nhiều. Và bây giờ nó đang tập trung cái cung cấp dịch vụ cho từng khách hàng, chọn gói trên từng khách hàng và quản trị tài chính cho từng khách hàng đúng theo chức năng của ngân hàng. Mình cảm thấy rất là happy với cái chiến lược đó. Ví dụ như các bạn có thể thấy rõ một cái chiến lược mà MBB đang thực hiện để các bạn dễ hình dung, mà chính là bản thân mình rất là thích. Mình rất là tối ưu trong cái việc là quản trị tài chính cá nhân. Chính vì vậy mà toàn bộ tiền chi tiêu của mình sẽ được quản lý trên một cái tài khoản, đó chính là tài khoản MBB. Các bạn sẽ xem mình chia sẻ với các bạn là các cái dịch vụ mình đang sử dụng. Đây là cái ứng dụng MBB mình đang dùng này. Thứ hai là gì? Đây là thẻ Visa mà mình đang sử dụng. Thứ ba đây là gì? Đây là thẻ thẻ ATM mà mình đang sử dụng để mình rút tiền. Thế thì cái việc quản lý tiền là tiền vay, tiền tiêu thẻ Visa này, hay là tiền rút qua ATM này, hay là gì? Cái ứng dụng này có thể kết nối các ví điện tử Momo hay các ví khác, hoặc là mình có thể chi tiêu bằng quét mã QR hay thanh toán ở trên ứng dụng này rất là dễ. Các bạn có thể thấy là ở đây nó có một cái gọi là cái gì nhỉ? Trợ thủ. Các bạn có thể nhìn đấy này, đây là trợ thủ quản lý tài chính cá nhân. Tức là gì? Họ chọn gói trong cái việc quản lý tài chính cho khách hàng rất là thuận tiện, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là gì? Đây là một mua đồ kinh doanh và rất là hay để mà mình có thể là lựa chọn để mà mình thực hiện đầu tư vào MBB, vì mình nghĩ rằng là với cái mô đồ này nó sẽ là tiềm năng trong thời gian tới của Việt Nam. Mình rất thích dịch vụ của MBB, chính vì vậy mà mình đã dùng rất là nhiều, mình đã chọn MBB đúng không ạ? Bây giờ bạn hãy xem danh mục của chuyên gia nào mà bạn follow có đầu tư MBB hay không, đúng không ạ? Cái này rất là quan trọng. Họ đầu tư MBB tức là họ phân tích rất là rõ MBB rồi, hãy follow cái chuyên gia mà bạn xem, bạn xem danh mục của họ để mà xem là danh mục họ có đầu tư MBB hay không. Nếu họ đầu tư MBB tức là họ cũng phân tích rất là kỹ cái danh mục đó rồi. Thế thì cái danh mục này ấy, thì các bạn phải để ý là như này này. Các bạn phải xem real time nhé, tức là xem online được ấy. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái ảnh mà người ta chụp ấy thì nó không thật. Đấy. Thế thì mình chia sẻ cho các bạn là ở TCBS là các bạn có thể xem được thật cái danh mục nếu ai chia sẻ. Ví dụ như là mình chia sẻ cho các bạn. Đó, thì các bạn có thể xem được cái danh mục mà mình đang đầu tư. Đó thì nó cũng nằm trong cái danh mục đấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là ông này ông cũng đầu tư MBB đấy. Thì các bạn có thể xem, các bạn có thể tham khảo. Đó. Như vậy là mình chia sẻ hai cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung về cho cái việc là lựa chọn một cổ phiếu tốt để đầu tư cho mình. Tuy nhiên thì đây chỉ là chọn cái cổ phiếu thôi. Còn cái việc là gì? Phương pháp đầu tư như nào, chiến lược đầu tư ra sao thì cái đấy nó quan trọng hơn. Đó, nó quan trọng và chúng ta sẽ học ở các video tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Hãy
like cho mình để mà lan tỏa cái video này hơn nữa, mình có động lực để mình làm các cái video để giúp các bạn đầu tư một cách đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều, không phải phức tạp hóa cái vấn đề đầu tư lên cả, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng có được những cái nguồn thu nhập mà một cách nó dễ dàng trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn sẽ luôn luôn đầu tư một cách may mắn, một cách là bình an, một cách là vui vẻ nhất khi lựa chọn một cái cổ phiếu tốt cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.